Hello, Nông Dân chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về những sản phẩm đồ câu, về con cá giò, con cá hanh và con cá dìa. Thì bên mình là bán cần Ikeda, thì để câu con cá hanh nha. Đây là cần Ikeda. Rồi rường thì rường số 1, rường số 2. Bên mình là rường số 1, số 2 là để câu con cá giò. Kém. Đây kém nha các bạn. Kém này thì để câu con cá giò 55.000 một ký. Thì 2 ký cho lên mình mới ship. Đây là hiệu kém này. Mình bán kém đâu mà phải coi hiệu kém cho bạn xem. Đây là hiệu kém UB chìm. Hiệu kém ú nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy rường ra cho các bạn xem. Rường số 1. Về rường số 2. Đây, đây rường số 2, đây rường số 1 nha. Đây. Hai loại rường đây là dùng để câu cái giò. Là câu cái kém này, cái kém mà Nông Dân mới vừa mới đưa lên. Rồi bây giờ là bắt đầu ta bốn loại rường này để dùng câu con cá giò. Thì rường này rường số 4 để câu cơm, con cá dìa nha. Số 4 là câu cá dìa. Số 6 này các bạn thích câu cơm thì thích, mà thích câu rong thì thích cũng câu con cá dìa. Là hai loại rường này, số 4 và số 6. Rồi bây giờ là tới rường số 10. Rường số 10 này là cũng để câu con cá dìa, con rong. Rường số 10 thì để câu rong nha các bạn. Rồi rường đây rường 11 cũng để câu rong. Rường đây thì câu rong chứ không câu cơm. Rường đây thì để câu rong dùng câu cá dìa. Đây rường số 11, còn đây rường số 10. Rồi bây giờ tới phiên rường này là rường Hà Nội. Đây là rường thép. Rồi rường Nông Dân là tốt sẵn như thế này nha. Rường Nông Dân tốt sẵn như thế này. Còn cái này là chưa tốt. Cái này là mình tốt sẵn, mình phải tốt bán cho khách là tốt sẵn một bịch bịch như này. Mình có hai loại, một loại thép và một loại inox. Và trong khi inox á, thì mình có tốn thêm một loại rường là rường đôi nha các bạn. Đây rường đôi. Rường inox là mình tốn rường đôi nha. Rồi các bạn muốn mua đôi, muốn mua chiếc là muốn. Đây là rường đôi. Rường đôi dành cho chỗ rường đôi này thì dành cho những chỗ ké nhiều, và dùng cho những anh nghiệp dư. Ở trên này thì các bạn có thể móc kém hoặc là móc cơm bóp ruốc. Rồi Nông Dân sẽ tóm thêm cái phần này cho các bạn. Nếu như cơm mà nó không ăn á thì các bạn kẹp cá vào phần này, các bạn kéo xuống, hoặc là các bạn kẹp rong thì phần được phần xì cua. Là cái rường đây là câu đủ loại nha, vừa cơm vừa kém vừa cá nục vừa rong đồ gì đều được cái rường đây hết. L. Đây là L các bạn ơi. L đóng L đây. Thì cái L làm ra một cái L làm ra nó như thế này nha. Làm ra như thế này. Đây. L thì 90k một cái. Còn rường này thì rường đôi này thì 55.000. Rường đôi thì 55.000 một cái. Rường đôi thì 55.000. Còn rường chiếc như thế này, rường mà không có cái rường nhỏ ở trên á, rường mà có rường ở trên này là rường đôi, còn rường không có thì là rường chiếc. Rường này thì 45.000 một cái. Còn cái giò dài 2 mét, dài 2 mét nha các bạn. Đột thì có dí thì dí 100 thôi nha, 150.000 một cây. Còn còn cái giò, còn con cái dìa này thì dài 1m4, đột 140, cái dí 140, mình bán 160.000 một cây. Còn Ikeda 240.000 một cây.
Rồi, rương số 1 10k. Rương số 2 10k. Rương số 4 13k. Rương số 6 14k. Rương số 10 15k. Rương số 11 20k. Rồi, video đây kết thúc. Nông Dân xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.